Chôm chôm nhãn hả? Đúng rồi. Có sầu riêng không hay là chôm chôm sầu riêng luôn. Tháng năm là có măng cụt nè, bòn bon nè, chôm chôm là dâu là sầu riêng luôn. Tháng năm, mùng năm tháng năm. Còn cái vườn ở sau nhà này á, là nói chung là chuyên về chôm chôm thường. Với lại mít trong đó có bòn bon, có măng cụt luôn mà chưa chín. Tới tới mùng năm năm có ông chị đừng biết xuống. Dạ có, ngay mùng năm năm. Em có số điện thoại chị có việc alo cho em chị hỏi Huệ ơi. Bây giờ ngày Tây với ngày mình nó đi bằng nhau. Bằng nhau rồi, đang bằng nhau á. Nhưng mà bằng nhau. Nhưng mà tháng sau, tháng tư chắc nó lệch á, lệch một mấy ngày. Giờ tháng tư mà có chín rộ cái gì. Kịp hai trái cây thì
17:00 rồi, trường mẫu giáo Tân Phú rồi, 17:02 rồi nhé. Đường này giống đường mình, đường này mình bự, đường mình xe đi di sức quá, vô vườn trái cây du lịch Hùng nữa kìa. Ủa sao Hùng Huệ à? Huệ nữa, bên trái không phải Huệ gọi đó không được hả? Gọi được không, dịch mẹ này gọi được vậy đi Huệ hả? Đó Huệ kìa, Huệ kìa, Huệ gọi vô vô nhà người ta xem người ta luôn hả? Vườn chim chơm kìa đó. Đó ngon lành, có kìa trái cây kìa, có sầu riêng nữa kìa. Ừ sầu riêng kìa. Ừ ta có quán luôn kìa. Ờ vô coi coi chỗ này có đi Huệ nè vô. Có người ra kìa, tại vườn trái cây luôn nè. Ok nó sẽ đi hái trái cây. Vô đây vua của trái cây, vô 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 anh Tư đã tư vấn đâu. Tức là mình vô mà được ăn thoải mái, không mang về ăn nhiêu cũng được, không quy định thời gian là bao lâu hết. Còn dụ mình mang về thì mua riêng đúng không? Dạ đúng rồi. Còn có chôm chôm không hả? Dạ mỗi một linh chôm, tại lúc giờ nó đang rơi vào mùa nghịch đó chị, cho nên nó không có đủ loại trái cây giống như tháng 5, tháng 6. Tháng 5, tháng 6 thì đầy đủ trái cây, nhưng mà bên vườn này là hiện tại là chôm chôm thường ăn rất là ngọt, bao ngọt luôn. Tại em chôm á, mùa này em chôm nó rất là ngon, nó ngọt lắm, là giá 70.000 ở đây em có thực đơn ăn uống luôn chị ạ. Nếu gia đình mình như mình ăn chứ không có được hái về không? Dạ không, chị hái về là chị phải mua. Hái về dạ. Mua riêng mới tính ký đâu. Đúng rồi. Mùa này. Còn đây nè, anh cứ với mấy bạn cứ tham khảo thực đơn. Mình có ăn gì đặt quán rồi mình đi vườn chơi quanh ra mình có đồ ăn luôn. Sầu riêng ở đây chị có bán sầu riêng mình ăn là 70.000, sầu riêng hàng sống bạn mang về là 70.000, còn cái hàng chín mình ăn liền là 75, đi 6 loại bao ngon luôn. Nếu mà chị mua em bán thì chị đem về nhà, nếu có sự cố gì chị cứ chụp vô Zalo gửi vô Messenger cho em thì em sẽ chuyển tiền trả lại chị. Nói chung là sầu riêng bao tận nhà. Dạ ở đây là thực đơn ăn uống luôn gia đình mình. Thả để xuống à, thả để xuống muối. Thả để muối, thả này đâu có nước nhiều đâu mà bán ký 13 thì bán cái nước cho con đi. Gì vậy? Thả này đâu có muối sầu riêng bự thôi. Một muối hả? Không được ba muối sầu riêng nó làm sao? Nhìn biết một muối lắm. Cái này mai mới vừa chín thôi cái mùi. Thôi để mẹ lựa coi có cái nào không, chứ dầu gì cũng phải cái sầu riêng có muối mới được. Chôm chôm lại đây, chôm chôm thường không chứ đâu chôm chôm thái đây. Chôm chôm thái hiện tại bây giờ nó chưa có. Cái đợt ghé ngang sầu riêng. Có ghé này rồi. Bây giờ cái này là sầu riêng mang về nè, chứ sầu riêng mang về. Đâu khui xử tới kia thử coi. Bán này bán đi. Ừ. Tại vì con vườn đem ra cho con chiều rồi có nhiêu muối đâu khui nè. Chiều rồi nó đem ra có một cái rồi cũng mua luôn. Sao giờ bán tao có 3 người rồi chứ dạy là sao. Giờ người em bán này 2 bữa là tới 100 mà. Hay là uống không được á, bán về cũng không được luôn á. Cơm nhiều cũng tiền. Cơm mà em trẻ rồi em muốn muốn đâu có chịu nổi. Sao mà bé mua bán được riêng về chủ lấy ăn. Tại đây là chủ. Bán được riêng về. 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 Bán được ri
Có đâu. Ta về hả nó mình vô. Bà bà coi được không? Ồ, cũng được. Nó ngon nhưng mà nó không có muối. Ừ, chỉ có được có 2 muối à. Ờ. Hay còn nữa không? Tại dĩa này là chỉ nhìn vô là thấy không có muối rồi tăng dĩa mới cầm. Ba nha. Rồi, để ra cho chị bao nhiêu cho cô coi. Mà giờ ăn thử cái này dạ. Dạ. Đây mình bây giờ này tể cô trứng cây hết. Này ủa, đây có chùm chùm mấy rồi. Có hai cái bánh chùm chùm. Để cái đợi ăn quên ăn hơi chua. Sầu riêng thì ngon. Sầu riêng thì ngon á. Mà chùm chùm bây giờ nếu mua là chùm chùm bao ngọt nha. Tùy mùa đó, chùm chùm tùy mùa nó ấy nữa. Mưa xuống chiều là chùm chùm nó rất là lạc. À đợt này năm nay thì còn năm tới dạ, như là em con em có đi đúng. Rồi nay mới trở lại nè. Đúng rồi. Mà em không thấy nó lấy cái sầu riêng này chứ em thấy em cản liền, không có cho lấy. Ở trong vườn người ta lấy mà người ta bán mình nó biết là chắc chắn sẽ không có muối thì vẫn mới bán, mình đâu mua được. Cái này để coi 6 gram nãy 3 gram, 300 gram. Là đi đây nó cho cái sầu riêng này lỗ 100.000. Thôi ăn nở đi chị đẹp ơi. Là này nãy nhiêu? Vậy đi ăn đỏ chị đẹp ơi. Mua cái gà. Rồi thử đi. Lên lại bàn đi. Rồi lấy bàn ngồi đi chị. Rồi tên vậy chưa? Nếu mà mấy này bóc mấy cái này dân rồi bắt lao bóc tao rồi đi nó dọn đi. Bắt nhà ra chị cũng mấy cái này chị biết. Mấy cái nhỏ nhỏ chứ ngon rồi. Để đổi lại. À biết tùy thôi. Không sao không gì hết á. Em đổi lại luôn. Rồi nếu mà ngon thì nó cô lấy. Rất là nóng gió luôn mà. Cái này ok, bye và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like, đăng ký, subscribe, ủng hộ GC Đen Dược và GC Đen Dược. Bye bye nha.